Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách cài đặt hai điện thoại của Google đấy. Sẽ đọc tên người gọi như thế này. Cuộc gọi thoại từ vợ yêu. Cuộc gọi thoại từ vợ yêu. Cuộc gọi thoại từ vợ yêu. Gọi thoại từ vợ yêu. Cuộc gọi thoại từ vợ yêu. Và cách này mình đã chia sẻ trên điện thoại iPhone rồi. Đó là video này. Mời các bạn vào search video kênh Bảo Khang Vlog để xem và áp dụng. Còn để cài đặt trên điện thoại Android thì mình làm như sau. Cách thứ nhất, ví dụ như trên điện thoại Samsung này, đầu tiên mình vào một cài đặt trên thiết bị nè. Tiếp theo mình sẽ kéo xuống. Chọn đến mục hỗ trợ nè. Tiếp tục chọn đến mục tương tác và thao tác nè. Bấm chọn. Sau đó mình sẽ chọn đến mục trả lời và kết thúc cuộc gọi nè. Hiện tại tính năng đọc lớn tay người gọi đang tắt như thế này. Bây giờ mình sẽ bấm bật lên như thế này. Tiếp tục bấm chọn chỉ qua Bluetooth và tai nghe nè. Chọn chế độ luôn luôn như thế này là được. Như vậy là xong. Cách thứ hai, ví dụ như trên điện thoại Redmi này thì mình làm như sau. Vào một điện thoại nè, chọn vào dấu ba chấm bên góc phải nè, chọn cài đặt nè. Tiếp theo mình sẽ kéo xuống, chọn đến mục thông báo tên nhận dạng người gọi nè. Tiếp tục chọn thông báo tên nhận dạng người gọi nè. Mình cũng chọn chế độ luôn luôn như thế này. Như vậy là xong. Cách cài đặt để điện thoại đọc tên người gọi trên điện thoại Android như thế này rất đơn giản và thú vị. Các bạn có thể là cài đặt trải nghiệm. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.